3. Diễn ra tại bảng B sẽ là cuộc chạm trán giữa các đội khóa 05 và đội bóng khóa 07. Trước đó thì sau hai trận đấu, các đội khóa 05 đang dẫn đầu bảng với 2. Không được. Cú đá thẳng. Trong bảng B có 5 đội bóng tham dự thì có đến 4 đội bóng đã từng lên ngôi vô địch. Trong khi đó thì sau khi kết thúc trận đấu với K20, các thủ bên phía đội bóng các đã quán. Trầm Bác chia sẻ về fan mì của hội cựu học sinh trường Trần Kỳ Phong. Dứt điểm, cú đá là của Côn Vũ. Cơ hội trở về với các thủ trắng, pha dứt điểm đi thiếu chính xác. Thêm pha ném bóng lên dành cho phòng 7. Pha xoay người, không được, tình huống kết thúc của cầu thủ áo số 7 lần này là xử lý sức tốt. Đây là thời cơ nữa dành cho đội bóng trắng, khoảng trống. Pha dứt điểm quá nhẹ, tình huống xử lý hơi chân. Được tổ chức điều lệ hàng năm, điều đặn hàng năm dịch Covid-19. Một pha xử lý rất tốt, cầu dứt điểm. Tỷ số được mở dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Như vậy thì đội chúng bóng ta cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi của cầu thủ mang áo số 10. Đường chọc khe tốt trước đó và Ngọc Điệp đã có pha xoay sở vượt qua được hai cầu thủ phòng ngự bên phía khóa 05 để mở tỷ số. Và căng ngang cơ hội dành cho Phục 7. Hai pha kết thúc liên tiếp của Sơn Lên ngôi vô địch. Một pha tranh chấp sức tốt của Quân Vũ. Đường truyền tiếp theo, cú đánh đầu của Phục 7 không thành công. Sức đang tiến dành cho số 7. Sức chứng mang áo số 7 bên phía đội hình của khóa 05. Nhưng rất tiếc là nó không thể kết thúc bằng một bàn thắng. Chúng ta cùng xem lại pha đánh đầu vừa rồi. Tình huống ngăn cản bằng chân của Sánh Tinh Bằng Thua Đạt Quảng. Thêm một pha kết thúc từ xa không thành công. Đào Hóa. Và điều bóng của Đào Hóa, cú dứt điểm không đủ uy lực. Trận thứ 3 vòng đấu bảng của giải bóng đá cựu học sinh. Đường truyền lên dành cho Phục 7. Cú đá rất hay, lại là Phục 7 người gỡ hòa dành cho các cầu thủ không đá. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý vừa rồi của Phục 7. Đường truyền dài là của Đạt Quảng và số 10, xin lỗi bạn số 7 đã có một tình huống xây người đá nối sức nhanh cho mình. Một cơ hội dứt điểm nữa. Cú đá khá nguy hiểm của Đạt Quảng. Đây ngờ tuy nhiên là cú đá tiếp theo, bóng đập vào cột dọc. Cú số 10 phản công trở lại với Phục 7 đối mặt. Tỷ lệ không vẫn có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng khóa 05. 2-1 dành cho đội bóng áo cam. Quá tuyệt vời cho pha phản công vừa rồi. Chúng ta hãy xem lại bàn thắng của Phục 7. Pha ghi bàn trong tình huống bị đối phương tì đè nhưng Phục 7 vẫn có được pha kết thúc chuẩn xác. Một pha cướp bóng nữa của Phục 7 được chuyển lên. Cơ hội dành cho Đào Hóa. Cắn ngang không được. 12 mùa giải được tổ chức, cú đá không thành công. Tình huống dứt điểm thuộc về vị trí của số 12, đó là cơ hội giữa trường Trần Kỳ Phong. Cơ hội trở lại với các thủ trắng, kết thúc vẫn không được. Cú đá tại cuối. Pha dứt điểm đi không chính xác. Phục 7 được chọc khe rất hay dành cho Quân Vũ. Cơ hội đối mặt dứt điểm không được. Cú đá của cầu thủ mang chiếc áo số 1. Quân Vũ dứt điểm. Cú đá khá căng nhưng không đánh bại được vị trí của thủ thành Lê Ngân. Được chuyển lên. Đào Hóa cơ hội dành cho số 6. Có thể dứt điểm. Cú đá siêu góc. Một pha dứt điểm. Được chuyển của Phục. Phục 7 xoay người kết thúc ngay. Cầu dành cho các thủ bên phía khóa 07 đối mặt. Được chuyển. Không được pha được.